Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tử vi số mệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về giải mã ý nghĩa thú vị từ giấc mơ chim cánh cụt. Mơ thấy chim cánh cụt là giấc mơ biểu thị thái độ của bạn đối với cuộc sống. Những tình huống bất ngờ nảy sinh buộc bạn phải có cách cư xử hợp lý, khôn ngoan để có thể vượt qua những trở ngại ấy. Chim cánh cụt là loài động vật sống phổ biến ở nam bán cầu, nơi chỉ toàn băng tuyết, với nhiệt độ trung bình hàng năm thấp nhất trong các châu lục trên trái đất. Đây là một loài chim khá thông minh và luôn sống theo bề đàn, đông tới hàng nghìn con. Đa số chúng đều có bộ lông rậm rạp và lớp mỡ dày để chịu rét. Khối lượng thay đổi tùy loài, có thể lên đến vài chục kg. Với vẻ bề ngoài đáng yêu, thân hình tròn chỉnh ngộ nghĩnh, hình ảnh những chú chim cánh cụt mỗi khi xuất hiện luôn được nhiều người yêu thích. Nhìn thấy chim cánh cụt trong giấc mơ của bạn có thể biểu thị thái độ của bạn đối với cuộc sống. Những tình huống bất ngờ nảy sinh có thể ảnh hưởng đến bạn. Bục bạn phải có cách cư xử hợp lý, khôn ngoan để có thể vượt qua những trở ngại ấy. 1. Mơ thấy chim cánh cụt mang điểm báo tốt 1.1. Chim bao thấy chim cánh cụt đang bay Theo giải mã giấc mơ, bạn nên coi trọng cuộc sống khi gặp phải giấc mơ này. Mặc dù có những thời điểm khó khăn khiến bạn mệt mỏi nhưng mọi thứ không nghiêm trọng và bạn sẽ vượt qua khi giữ được sự bình tĩnh và kiên định trong mọi vấn đề. 1.2. Giải mộng chim cánh cụt đang bơi trong nước Giấc mơ này cho thấy sức mạnh tiềm tàng từ bản thân sẽ phát huy đúng lúc, mang đến cho bạn động lực vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành công rực rỡ trong công việc cũng như cuộc sống. 1.3. Mơ thấy một đàn chim cánh cụt quây quần bên nhau. Giải mã giấc mơ về các loài chim, đây là giấc mơ mang điểm báo cát lành cho thấy tinh thần đoàn kết là điều cốt lõi của mọi vấn đề. Nhờ sự hòa đồng, khéo léo trong cư xử, bạn sẽ được mọi người giúp đỡ khi gặp khó khăn và có thể dễ dàng vượt qua. 1.4 Giải mã giấc mơ chim cánh cụt màu trắng. Thế chú chim cánh cụt màu trắng trong giấc mơ là điểm báo tốt, cho thấy bạn sẽ gặp chuyện may mắn trong thời gian sắp tới, bạn hãy bình tĩnh chờ đón tin này đến. 1.5 Giải mộng chim cánh cụt nhảy múa. Giấc mơ này dự báo sẽ đem đến những tin vui, bạn sẽ luôn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trong tương lai. 2. Giấc mơ chim cánh cụt mang điểm báo xấu. 2.1 chim bao chim cánh cụt bị mắc kẹt. Giải mã giấc mơ động vật, khi bạn mơ thấy chú chim cánh cụt bị mắc kẹt trên một khối băng, giấc mơ này biểu thị rằng các vấn đề của bạn không nghiêm trọng như bạn nghĩ. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực, thích quan trọng hóa vấn đề của bạn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ bạn cần tìm sự cân bằng và hài hòa bên trong cảm xúc của chính mình. 2.2. Giải mộng chim cánh cụt tấn công hoặc đuổi theo bạn. Đây là giấc mơ cho thấy có một số người đang cố ý chọc tức bạn và bạn cảm thấy thất vọng vì những hành vi của họ. 2.3. Giải mã giấc mơ chim cánh cột bị tấn công. Giấc mơ này cho thấy sự vô tư và tốt bụng của bạn đang bị lợi dụng. Đồng thời, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn tài chính trong cuộc sống ở một thời điểm không xa. Bạn nên biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những hành vi hung hăng của người khác và cân nhắc chi tiêu hợp lý để tránh hao tài tán lộc. 2.4. Mơ thấy một con chim cánh cụt chết đứng. Thấy một con chim cánh cụt chết đứng trong giấc mơ là điềm báo cho thấy bạn đang lo lắng một điều gì đấy trong cuộc sống của mình mà không định hình rõ đó là gì. Lời khuyên cho bạn là hãy suy nghĩ lạc quan lên để mọi chuyện không căng thẳng và bạn cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. 2.5. Mơ thấy những chú chim cánh cụt đánh nhau. Đây là dấu hiệu cho biết bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số rắc rối trong công việc. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng bởi bạn sẽ vượt qua một cách nhanh chóng nhờ năng lực của mình. 3. Giấc mơ về chim cánh cụt và những con số may mắn. Dựa trên sổ mơ, nếu gặp những giấc mơ có liên quan đến những chú chim cánh cụt, bạn có thể thử vận may với những con số là 27 48. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem kinh tử vi số mệnh quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin ý nghĩa này đến những người mình yêu quý nhé